cả thế giới xe hơi động cơ đốt trong, chúng ta thường xuyên bất ngờ với những công nghệ đặc biệt của động cơ, rồi công suất đầu ra vô cùng ấn tượng so với dung tích xi lanh. Thì bây giờ ở thế giới xe điện, đôi khi người ta sẽ gặp một chiếc xe vô cùng lạ lẫm đến từ Trung Quốc có công suất đầu ra mạnh không khác gì một chiếc Porsche hay một chiếc Mercedes cả. Thế nên là người ta không còn có á ố với bao nhiêu mã lực nữa, mà giờ đây khi giới thiệu một mẫu xe điện ra ngoài thị trường thì hai thông số quan trọng đó là bao nhiêu km cho một lần sạc và chúng ta mất bao nhiêu thời gian để có thể sạc đầy. Trong một dịp có thể nói là tương đối rảnh rỗi vào đầu năm âm lịch 2023, chúng ta cùng nhau có mặt ở đây để điểm danh những mẫu xe điện đã được sản xuất thương mại và bán ra hàng loạt có phạm vi di chuyển xa nhất với một lần sạc. Và tất cả những thông số mà chúng tôi đề cập ở video này đều là những thông tin chính thức từ nhà sản xuất dựa theo tiêu chuẩn WLTP. Đây là một chi tiết vô cùng quan trọng vì để nói về những cái giá trị cao nhất, tôi tin rằng chúng ta đều phải đưa về cùng một tham chiếu. Ví dụ như tôi thường nói vui rằng các bạn có thể nhịn ăn tầm 5 ngày mà không sao cả, nhưng đó không phải là một loại năng lực thường xuyên. Và như thế, để đề cập tới quãng đường di chuyển của các mẫu xe điện, chúng ta buộc phải đề theo tiêu chuẩn WLTP hoặc EPA. Để bước chân vào thế giới xe điện thì các hãng xe phổ thông sẽ chọn một mẫu xe crossover cỡ nhỏ của họ. Còn với nhãn xe sang, các bạn sẽ thấy thường xuyên những thương hiệu này lựa chọn một chiếc flagship. Và đây, cái tên đầu tiên chúng ta đề cập trong video lần này là flagship của Mercedes, và cũng là mẫu xe đầu tiên được họ phát triển riêng biệt để chạy điện, chiếc EQS. Mẫu xe có thiết kế hình giọt nước này sở hữu một động cơ cầu sau ở bản 450 Plus và quãng đường đi được là 729 km cho một lần sạc. Và qua quá trình thử nghiệm thực tế của đội ngũ gearup chúng tôi thì con số này hoàn toàn khả thi. Thông số động cơ của chiếc EQS 450 Plus thì thực sự là không quá ấn tượng so với thế giới xe điện. Tuy nhiên, theo những cái thử nghiệm thực tế của chúng tôi và trong video đánh giá tôi cũng đã chia sẻ, thì cái năng lực trình diễn của nó là rất ok. Và ở đây chúng ta cũng phải đề cập tới một ưu điểm nữa, đó là quãng đường di chuyển dài và khả năng sạc tại nhà sau 12 tiếng biến chiếc xe này trở thành một cái tên vô cùng thực tiễn trong bối cảnh phát triển xe điện hiện nay. Và với mức giá là 4,8 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam cùng với mức giảm lệ phí trước bạ thì đã biến chiếc EQS trở thành một món hời đích thực khi đặt cạnh người anh em sử dụng động cơ đốt trong là chiếc Mercedes S450. Ở đâu đó thì các bạn có thể thấy được quãng đường đi được của chiếc Tesla Model S được đo lường theo chuẩn WLTP, con số lớn hơn 652 km. Và ở hiện tại, ở trên website của Tesla, 652 km được công bố bởi EPA, một tiêu chuẩn có phần khắt khe hơn so với lại WLTP. Tuy là con số đang so sánh ở đây có vẻ nhỏ hơn chiếc EQS, nhưng nhắc tới một cái tượng đài xe điện kiểu đẹp, mạnh, nhanh và đi được dài, chắc chắn là người ta sẽ đề cập tới Tesla Model S. Mẫu xe điện đã có tới 10 năm tuổi thì với tôi sẽ vẫn là một tượng đài rất khó lung lay trong thế giới sử dụng động cơ không sản sinh ra khói. Mới đây thì một thông số đặc biệt ấn tượng của chiếc Tesla Model S, đó là hệ số cản gió 0,028, đã bị chiếc EQS lật đổ. Chiếc xe điện của nhà Mercedes sở hữu hệ số cản gió chỉ là 0,2 thôi. Nhưng nếu chúng ta xét ở năng lực đặc biệt ấn tượng của chiếc Tesla Model S có hai động cơ mạnh gần gấp đôi chiếc EQS 450 thì việc mà mẫu xe này có quãng đường đi được như vậy là hết sức đặc biệt. Bên cạnh đó thì nếu các bạn đặt chiếc EQS 450 Plus vào tiêu chuẩn EPA thì quãng đường cũng chỉ còn tụt về là 563 km thôi. Ngoài ra thì khối pin của chiếc Tesla Model S cũng nhỏ hơn khi đặt cạnh khối pin của chiếc EQS, và như vậy thì càng đôn cao vị trí mẫu xe đến từ Mỹ. Hiện tại thì Tesla Model S không có giá bán chính thức tại thị trường Việt Nam. Tuy vậy, nếu đặt cạnh chiếc EQS tại thị trường Mỹ, nó chỉ đắt hơn khoảng 2.000 đô la thôi. Và đó cũng là một con số vô cùng ấn tượng nữa. Những ai mà hay bỉ bôi là Mazda mãi không chịu thay đổi thiết kế hay là có một thiết kế mà cứ áp dụng lên tất cả các mẫu xe của họ thì có lẽ cũng sẽ rất thích tấn công Mercedes. Vì thời gian gần đây họ ra mắt hàng loạt những mẫu xe điện từ gầm cao cho tới gầm thấp nó rất giống nhau. Và mẫu xe thứ 3 xuất hiện ở video lần này thì cũng quả thật là quá gây nhầm lẫn. Nó rất giống chiếc EQS nhưng nó tên là EQE. Em thì lại suy nghĩ hơi khác một chút, hơi thực dụng nhưng em tin là đúng. Đó là với việc giống nhau như thế này thì sẽ mang lại lợi ích cho những người mua xe hạng dưới. Nhìn xa xa thì chúng ta tưởng là EQS, nhưng lại gần chỉ cần bỏ tiền bằng với chiếc EQE. Đấy, như vậy là đã mang lại quá nhiều giá trị rồi. Còn anh Ken thì có đồng ý với quan điểm của em không? Thực ra thì tôi cũng không cho rằng quá giống nó là lợi hay là hại. Vì vậy thì chúng ta sẽ nhắc tới những cái thông số rất là quan trọng ở đây. Đó là chiếc EQE có thể di chuyển được tới trên 600 km trong một lần sạc. Và ở phiên bản EQE 350 các bạn sẽ có một động cơ cầu sau 288 mã lực và 530 Nm moment xoắn, những con số cũng rất ấn tượng khi đặt cạnh chiếc EQS 450.
Ngoài phần ngoại thất quá giống với chiếc EQS thì ở khu vực bên trong, nội thất dường như là được vay mượn hoàn toàn từ chính người đàn anh của mình. Ở thị trường Mỹ, mức giá bán của chiếc EQE350 là 75.000 đô và nếu như mà chúng ta tính giá bán dự kiến ở thị trường Việt Nam thì có thể tương đương là 3,5 tỷ đồng. Một con số cuối cùng về mẫu xe này mà tôi tin rằng các bạn sẽ rất quan tâm đó là khối pin nhỏ hơn cho phép nó sạc đầy tại nhà trong khoảng thời gian là 9,5 tiếng, một con số cũng rất ấn tượng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái tên của nhà BMW mẫu iX. Đây là một trường hợp mà tôi nghĩ rằng người ta sẽ cảm thấy bối rối khi mà nghĩ về phân khúc của nó. Nhìn từ xa xa thì chúng ta cứ nghĩ là nó sẽ nhỏ giống như chiếc X3 thôi. Nhưng thực tế, mẫu xe này lại được hãng xe Đức định vị ở phân khúc cỡ trung, tức là ngang hàng với chiếc X5. Với giá bán ở thị trường Mỹ là khoảng 85.000 đô la, các bạn sẽ có một chiếc xe với hai động cơ 516 mã lực và khối pin 111,5 kW, giúp cho chiếc iX đi được tới 611 km với mỗi lần sạc. Ngoài thiết kế lỗ mũi khổng lồ đặc biệt gây tranh cãi thì iX cũng là một mẫu xe khiến cho nhiều beamer phải lên mạng để tranh luận một cách triền miên. Thì ở bên trong nội thất các bạn sẽ nhìn thấy những vật liệu như là nỉ, rồi vải và một thiết kế vô lăng lục giác rất lạ mắt. Và đây cũng là một mẫu xe đặc biệt mang tính chất flagship công nghệ của nhà BMW với rất nhiều những tính năng lần đầu tiên xuất hiện. Ví dụ như chúng ta sẽ có bộ 30 loa có thành phần đặt ở phía sau lưng kiêm luôn cả vai trò massage. Nếu như ở Việt Nam chúng ta có chiếc Ford Territory là một mẫu xe vô cùng gây khó khăn cho người phát âm thì ở Mỹ chúng ta sẽ có một cái tên còn khó đọc hơn nữa, đó là chiếc Ford Mustang Mach-E. Đây là một mẫu xe mà tôi tin rằng ngay cả những người nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ cũng thỉnh thoảng gặp vấn đề khi đọc cái tên của nó. Còn về logo ngựa hoang và cái tên Mustang thì các bạn hãy tạm quên đi sự hào nhoáng phô trương và bụi bặm của biểu tượng cơ bắp nước Mỹ. Giờ đây Mustang là một mẫu crossover chạy điện với quãng đường đi được là 609 km và 346 mã lực. Nếu các bạn muốn tìm tới một thứ gì đó nghe có vẻ chất Mỹ một chút thì ở đây chúng ta sẽ có chiếc Mustang Mach-E phiên bản GT với 416 mã lực, 813 Nm mô men xoắn và giữ nguyên khối pin 91 kWh, khiến cho quãng đường đi được của nó giảm đi đáng kể so với phiên bản thông thường. Hiện tại thì Ford cũng chưa có kế hoạch mang mẫu xe điện này về Việt Nam, nên việc chúng ta kỳ vọng vào sự xuất hiện của chiếc Mustang chạy điện là khá xa vời. Với giá bán là khoảng 47.000 đô la ở thị trường Mỹ thì tôi cho rằng sự hiện hữu của Mustang Mach-E ở Việt Nam lại càng xa vời nữa. Vì thực tế là chúng ta đã nhìn thấy giá bán khoảng 1,64 tỷ của chiếc VF8 bao gồm cả pin đã gây ra rất nhiều tranh cãi rồi. Còn với 47.000 có lẽ chúng ta phải kỳ vọng chiếc Mustang chạy điện về Việt Nam với mức giá là khoảng 2 tỷ đồng. Vừa rồi là thông tin tổng hợp rất nhanh về top 5 mẫu xe điện có phạm vi di chuyển tốt nhất hiện nay. Và hy vọng rằng đã mang đến cho các bạn những giây phút xem YouTube thật là hiệu quả và thú vị. Cảm ơn anh em đã đồng hành và nhân dịp đầu năm mới Quý Mão 2023, chúng tôi muốn gửi lời chúc tới anh em dồi dào sức khỏe và giữ mãi tình yêu với xe hơi. Và đó cũng chính là lời chúc, lời gửi gắm của Hòa Rosie muốn gửi tới toàn bộ anh em của Giáp. Và các bạn đừng quên là ở trên kênh Giáp chúng tôi luôn có những video thú vị, ví dụ như là video đánh giá về chiếc Subaru BRZ hay là chiếc Mercedes EQS 450 đã được đăng tải vào dịp Tết Nguyên đán 2023. Và chúng tôi vẫn luôn tự hào rằng không bao giờ lãng phí thời gian của người xem. Một lần nữa rất cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.